Ôi, tôi quên mất. Oh, suýt toang cả rồi. Ờ, sao lại ở đây nhở? Chào, ui cha. Đã đến lúc chưa không? Ôi trời. Dạ, tôi mẹ biết. Mẹ đang bận, mình cũng sẽ bận rồi. Như vậy là không tốt đâu đồ trẻ trâu. Ok, chào nhé. Lên đồ nào. Ha, mình chán vụ này rồi. Ok, hả? Cái gì? Cô được thuê. Hả? Bắt đầu ngay vào luôn. Đợi đã. Cái gì? Chị đi đâu thế? Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi nghỉ dưỡng. Tạm biệt. Hãy chơi khăm chị ấy. Oh yeah. Này các em, chờ chị. Ui, đang dọn dẹp à? Chào bảo mẫu. Hả? Ôi, may quá. Đến ngày dọn dẹp rồi đó. Mình thấy cứ sai sai sao á. Giặt sạch cái điện thoại này nào. Chị ấy sẽ ngạc nhiên lắm. Ủa, mấy đứa này ngoan ghê. Điện thoại mình đâu rồi? Không có ở đây. Đâu rồi ta? Em biết ở đâu rồi. Đưa cho chị. Em là nó giùm chị á. Không vui tí nào đâu. Xin chào, chào. Hỏng mấy rồi, ở trẻ trâu. Chị khổ với tụi em rồi. Em xin lỗi nhá. Xin chào. Cô bé. Hả? Cái gì vậy? Bảo mẫu, giúp em. Đang tối này, chuyện gì xảy ra vậy? Có một con quái vật dưới gầm giường em. Một con quái vật. Này, được thôi rồi. Đi được không? Không có quái vật đâu em gái. Em đi đây. Thằng nhóc đó. Chị sẽ làm ra thứ có thể ngủ cùng em. Và em sẽ không phải sợ nữa. Ở đây rất tối. Đừng lo, sẽ không còn nữa đâu, tin chị đi. Những ngôi sao nhỏ này sẽ đảm bảo điều đó. Chúng sẽ canh gác cho em. Vậy là có một cái chụp đèn ngủ lung linh. Thấy không, ánh sáng ấm sẽ giúp em ngủ ngon. Ngủ ngon nhé. Trông con bé an yên quá. Ngủ ngon. Hả? Tại sao mình lại đồng ý làm công việc này chứ? Cảm ơn chị, chúc ngủ ngon. Ở đây vẫn tối. Đừng ăn đồ ăn của em nữa. Đợi một chút. Đâu rồi? Này, của em à? Của anh. Cứ từ từ, trả đồ ăn cho em. À, được rồi. Đừng có mơ, đồ ăn trộn, ăn đi. Ôi. Vẫn là của em. Không. Dùng quá ít nào. Chào các em. Gì đấy? Các em làm gì thế? Ngồi chơi ạ. Sau khi giành ăn. Các em phải dọn ngay. Không đời nào, tụi em không dọn đâu. Nếu chị gắn điện thoại vào cây chổi này thì sao? Việc dọn dẹp có thể thú vị đấy. Đấy, vừa xem tivi vừa dọn dẹp. Wow, đỉnh cao. Mình chưa thấy mẹo này bao giờ. Chị ấy lừa em đó. Còn anh thì không. Có ai chơi slime không? Chứ, em sẽ làm mọi thứ vì slime. Với lại nó dọn nhanh hơn chổi. Xong rồi này. Mọi thứ đã sạch sẽ chị ơi. Làm tốt lắm. Ăn chưa thôi. Mình nhiều mù tạt. Tương cả, đúng. Nước sốt hot dog yêu thích của mình. Tuyệt vời, thêm nữa nào. Chà, ăn ngon miệng nhé. Chán thôi. Đỉnh cao. Ôi không, dừng lại. Để chị chỉ cho các em. Xem này, cắt một miếng ra như thế này. Sau đó đưa nó vào miệng bằng nĩa. Ngon tuyệt. Giờ tới lượt các em. Ok chị yêu, đây là yếm của em. Nĩa và dao của em đã sẵn sàng. Yếm của em này. Mình có cách rồi. Hả? Anh ấy làm gì thế? Như vậy mới là cách đúng để ăn hot dog. Siêu ngon lành. Cái gì? Thì dùng dao nĩa. Nếu không thì em sẽ bị chị xé xác đấy. Chị ơi. Cái gì? Xé xác sao? Được rồi chị à, chị nói sao cũng được. Đúng rồi đấy. Ngoan thế. Giờ ăn rau nhá. Eo. Kinh quá đi. Mùi thơm quá. Chị bị làm sao đấy? Biết rồi. Cơm chiên súp lơ. Nhưng phải làm cho nó trông thật thú vị. Chuẩn rồi. Cần chút sáng tạo nữa thôi. Đúng ý mình rồi. Bọn trẻ sẽ thích điều này. Bắt đầu với phần thân. Một hình tròn đẹp. Và tay và chân nhỏ nữa. Gấu thì phải có tai nhỉ. Đó, nhìn thôi đã thấy dễ thương rồi. Những miếng cà rốt bé tí để làm mũi và tai. Gấu thì phải có mền và gối nữa nhá. Hãy xem các nhà phê bình nói gì. Này mấy nhóc, chị có điều bất ngờ này.
Wow, trông ngon quá. Thật vui vì các em thích, hả? Chào tạm biệt cơm và rau đi. Ha ha. Đó, cái đồ rau cơm xấu xí. Bye bye. Úi chà. Lũ nhóc, xem chị đây này. Mình sẽ không bỏ cuộc. Để xem thằng nhóc đó thấy trò này thế nào. Nước sốt đặc biệt này sẽ thành công cho xem. Thêm hình dán để tạo bối cảnh. Sau đó là đóng lại. Thức ăn đã sẵn sàng. Bỏ ra coi. Não hả? Đỉnh quá. Não ngon quá. Thằng nhóc thực sự thích món này à? Kinh quá. Một món ăn rất cần thiết sau bữa trưa. Cảm ơn chị. Mình có thể làm cho nó vui gấp đôi. Điều này thật tuyệt phải không? Nhờ hả? Nhìn này. Vậy mới gọi là vui chứ. Ha ha ha. Ôi không, kẹo mút của mình. Đưa anh kẹo mút của em đi. Không. Đưa đây nào. Không. Ôi không. Ôi trời đã đời mấy em. Eo, bẩn, dã man. Thế này thì sao mà ăn được nữa. Kẹo ơi. Bé con. Nhưng chị còn một cái nữa ở đây. Đỉnh hơn nhiều luôn, có đồ cầm này. Đỉnh thật đấy, thích quá ạ. Khủng hoảng đã được ngăn chặn. Cảm ơn chị. Cho em một cái đi, đi mà, đi mà. Đương nhiên là được. Có một cái sẵn này. Đỉnh quá, mình có robot kẹo mút. Đợi đã, cái gì cơ, bao kẹo xanh. Bị lừa nhá. Anh ấy không bị chơi khăm rồi. Biết rồi. Giờ mình sẽ trả thù. Ôi không, điện thoại ha, của mình ha. Ở yên đó coi nhóc. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhóc tội nghiệp, nhớ mẹ kìa. Mẹ. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Ôi, con yêu. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng nhớ con. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ không có gì. Không, tôi ghét mấy người. Con bé bị sao vậy? Chịu, tôi ghét ngôi nhà này. Yến mạch thật kinh khủng. Xem này. Con yêu muốn ăn gì nào? Cháy, cháy, và cháy. Hay lắm. Và thêm chút kem nè. Mẹ ơi, mẹ chưa đâu hả? Hả? Con cảm ơn. Bữa trưa của em đâu? Em đang ăn kiêng. Hả? Xin chào. Em chào thì em. Ở đây hả? Thì em cũng đói. Trông ngon quá. Em ấy có bầu sao? Sao? Ăn không? Anh không? Em đói. Vậy ai muốn trả lời nào? Martin. Cassie, mời con. Con ạ? Vâng. Con xong rồi. Con có chắc là không phải 4 không? Hả? 4. Giỏi lắm, về chỗ đi. Vậy ai muốn trả lời nào? Lại thế nữa rồi. Vâng, em bỏ cuộc. Sao đâu? Hay. Tôi là hàng xóm bên nhà cậu làm ngập nhà tôi rồi. Casey. Ew.
Lãng mạn quá đi mất. Đồ chơi này sẽ là của bé. Trả lại cho con của con mà. Em bé quiz, em bé quiz. Cái gì? Bắt được rồi. Các con. Mẹ, không phải là con. Mẹ ơi, anh đánh con. Hả? Vâng, thưa mẹ. Con ngoan. Vâng. Vâng. Mẹ ơi, nhìn này. Nhìn này mẹ ơi. Xấu nhiều mà. Em biết mẹ yêu em nhiều hơn. Ờ, thật à? Sao cái này ạ? Không, mẹ yêu anh nhiều hơn. Đúng thế hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Còn quên bữa trưa này bé cưng. Mẹ yêu con, bé cưng. Chris. Hả? Ai là con trai cưng của mẹ nào? Chris. Hả? Chào cô đang đi tìm ai sao? Lily. Con đang lừa dối con trai cô à? Không đâu ạ. Con không hiểu. Được rồi, con đây. Chris, đồ đẹp đấy. Mẹ đừng. Chúng con không đánh nhau nữa đâu. Được rồi. Mẹ ơi, được không? Ra ngoài chơi đi. Phải ở nhà. Bố, mèo cưng của mẹ. Của em chứ. Không, của em. Mình tặng mấy ký rồi. Không nhìn thấy. Em yêu, sao thế? Em béo quá. Các con, khẩn cấp. Hả? Giúp là sạch. Của em đây. Không. Kế hoạch B. Ok, đã rõ. Mất sô-cô-la. Không. Không. Hả? Đây. Wow. Anh yêu, lại đây đi. Anh tự làm còn tốt hơn. Anh chắc không? Chắc như đình đảo cột. Này, nhìn xem. Thật đấy hả? Được rồi. Cưng ơi, nhìn này. Thôi để em lo. Ai vậy ta? Trông ở đấy. Mùi gì thế nhỉ? Mình cần lăn khử mùi. Cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Casey. Oops. Casey. Xin lỗi nhé, khẩn cấp. Nhà này điên rồi. Hay em đây. Anh không đến được, anh mệt quá. Thương thương, em đã chuẩn bị hết rồi, anh nghỉ ngơi đi nhá. Tạm biệt. Yay. Ngon tuyệt. Mẹ, đó là bánh sinh nhật của con mà. Hôm nay là sinh nhật mình. Tao bạn yêu ơi, chúc mừng bạn nhé. Lại đây. Dạ vâng ạ. Chào cháu xong. Đưa cho mẹ cô. Chris, con nhảy điệu con vịt như hồi bé nhé. Không, con lớn rồi không làm thế nữa. Chỉ là giấc mơ thôi sao? Em có bất ngờ cho chồng nè. Để xem nào. Em có bầu rồi sao? Có bầu. Có bầu. Mà nhớ là 9 giờ phải đi ngủ nhá. Ông ngoại sáng mai sẽ qua nhà mình. Bye bye. Bye mẹ. Đứa nào chả nhất thì thua. Nhìn kìa. Em chưa. Mày chạy đi là vừa. Hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất đời mày. Để xem. Mày đang đợi ai à? Không. Khoan. Ai ngoài đó vậy? Người có phải quái vật không? Đúng là quái vật rồi. Ok. Giao hàng đây. Chào. Nhà số 6 phải không? Của anh đây. Hoa nè. Tốt lắm, cảm ơn. Tụi mình sẽ ăn hết. Yay. Hết rồi sao? Cũng không hẳn. 4 miếng. Yay. 9 cái pizza nữa. Không, em không ăn nổi nữa. Đến giờ rồi. Đôi xa. Ai đây? Không có ai. Lily, đến lượt anh. Các con yêu của mẹ. Khoan, mấy giờ rồi vậy? Mới có 9 giờ tối thôi. Tại không ngủ cả đêm. Yeah.
Ai đấy? Mẹ à? Lily, em đang làm gì thế? Em thấy có người. Ok. Vậy 1, 2, 3. Mèo con. Chỉ là một chú mèo con. Mèo con. Chúng ta có mèo sao? Lily. Mày có đang nghĩ như anh không? Em không. Chúng mình phải vào đó. Yeah. Wow. Có vậy thôi sao? Tường phòng của bố mẹ phải hay ho lắm chứ. Ôi không, có người nhốt chúng ta trong này rồi. Không. Lily. Lẽ ra không nên vào đây. Ơi, mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Em có cách làm anh vui rồi. Có người sắp được làm bác rồi. Đến rồi. Khoan, cửa mở rồi sao? Để anh giúp. Chúc mừng mẹ chọn con Phương Lily. Em cảm ơn. Cái tay xinh đẹp, mấy cuốn xinh nữa. Không biết anh ấy có phát hiện ra là cửa mở không? Xin chào, bác Chris của con này. Lily. Sao con bé ra được vậy? 1001 cánh cửa. Kỳ thức là sức mạnh. Sao có đầu cho năm? Màu thực phẩm. Anh nên soi gương trên mặt mình đi. Sợ quá thế. Không, mặt anh. Quá giống. Chris. Hey, Chris. Này. Sao anh ấy không để ý tới mình? Lily, mày làm cái gì thế hả? Nhưng em muốn chơi mà. Để anh nhìn. Muốn chiến hả? Chết chiến luôn. Anh ấy làm gì vậy trời? Chuẩn đấy. Đồ thua cuộc.
còn dành là mình phát điên mất. Oh yeah, Lily, anh có bất ngờ cho em này. Anh đang làm gì đấy? Không phải của em đâu. Đúng đó, của mẹ đấy. Đây mới là của em nè. Mẹ giết giết anh mất. Thôi đừng buồn. Mẹ. Thôi rồi lợm ơi. Mau dọn dẹp nhà đi. Hai đứa sao mẹ rồi hả? Bạn con ổn à? Mấy tiếng nữa là mẹ về đến nhà rồi. Nhớ hai đứa. Tôi còn không nhớ mẹ. Bye. Bye. Dễ ợt luôn. Dễ của anh đấy hả? Ai thua thì dọn. Trời. Toàn đều thôi, không hiệu quả. Ha, sắp hay ngựa. Sắp. Thật luôn đấy à? Ew, Chris. Anh không thấy như có nghe. Em thả bom chứ gì. Không, em lại thấy có người mà. Chris, anh đang ở đâu rồi? Có gì đó, có thứ. Sao? Shh, đi theo em. Ồ không, Lily, là cái cây kìa. Thôi nhanh, nhà không tự dọn sạch được đâu. Được rồi, anh dọn phòng anh. Nhưng chỉ phòng anh thôi. Thôi chết tôi rồi. Thôi dọn nhanh nào. Lily, anh xong rồi. Hả? Được phết. Chris, lại đây mà dọn cái đống này đi. Tiếng gì vậy? Tuyệt lắm đấy. Hạ độc thì sao? Để anh kiểm tra. Lily, đừng quên anh nhé. Vậy. Chris, đừng đi. Đừng đi mà. Làm ơn đừng đi mà. Nói với mẹ là anh kiểm mẹ nhé. Không. Khoan. Giờ mình có thể tha hồ chơi PS của anh ấy. Là cứu anh với. Lily, cứu anh với. Chờ chút, Chris, em đến cứu anh đây.
Em phải nhìn mẹ lúc nãy cơ. Có tiếng gì đấy? Chắc là mèo thôi, Lily. À. Xin chào. Tiếng gì vậy ta? Là cậu sao? Ờ, không. Ra xem thế nào đi. Vâng, đi thôi. Tôi này sẽ tóm đây bé. Em xem đi. Không có gì. Ủa, toilet hỏng rồi mà. Có chuyện gì vậy? Mẹ vào rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi cứu bạn con. Cứu con với. Có người trong nhà mình. Hả? Hả? Ai dám dọa các con của mẹ vậy? Mẹ ơi, khoan đã. Hả? Mẹ, thằng kia kìa. Hả? Chào bố. Chào mấy đứa. Ông ngoại. Nhìn có tiếng gì thế hả? Xương khớp ông ấy mà. Ông ơi, bọn con nhớ ông lắm. Bánh quy à? Tôi thích bánh quy. Cho xin mấy cái với. Ai phải chơi? Hả? Không cho thì thôi. Hả? Cho. Nicolette rất vui. Sáng bóng quá. Tuyệt vời. Nữa đi. Mentos vào đi nào. Úp, lại nữa rồi. Ôi. Xem con làm gì nè. Mình cần bảo mẫu. Chào anh. Chào chị. Ôi, con yêu. Mình ghét mẹ gọi mình là con yêu. Hy vọng mẹ thích màu tím. Dễ thương ghê. Đến đây. Oopsie. Mình cần bảo mẫu. Đến đây. Xin chào. Cuối cùng cũng có bảo mẫu. Chúc may mắn. Bye. Bảo mẫu mới. Chạy ngay đi. Mình ghét bảo mẫu. Ôi không. Gãy rồi. Chuyện gì vậy? Đừng đâm vào ngón tay cháu. Đừng lộ. Được rồi, chú có một ý hay hơn. Nhìn này, sáng bóng. Ôi, sáng bóng. Bây giờ. Xong rồi. Cảm ơn. Lại nữa rồi. Cháu đói quá. Chú đã chuẩn bị cho cháu một món. Cháu của cháu đấy. Cháu không thích. Xin nữa thì tiêu. Đừng khóc nữa. Đợi chút. Món gì đó. Đừng lo. Đừng lo. Mình đã có cái này. Hy vọng là được. Được rồi. Tập trung. Mình làm được cả.
nước sắc ngọt. Tốt rồi. Bà mẫu, bà mẫu, cháu đói. Đợi chút thôi. Món ăn nhẹ khẩn cấp. Đây là trường hợp khẩn cấp. Nhìn ngon quá, dễ thương ghê. Phô mai, sao rồi, miếng cuối cùng. Mamma mia, xuất sắc, đã xong. Pizza mini. Pizza ngon cho. Ngon quá. Không, đừng ăn cái này. Ôi, bụng của mình. Mamma mia. Cháu lớn nhanh quá. Cháu. Mình là người khổng lồ. Không. Thử thức thu nhỏ cho món tráng miệng nhé. Đạp chẳng cho ấm nhé. Chúc ngủ ngon, Ginger bé nhỏ. Mơ đẹp nhé. Nghệ đi. Ai đó? Có chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Quái vật. Quái vật. Đừng lo, không có gì cả. Đừng để cháu một mình, cháu sợ bóng tối. Bóng tối á? Chú có ý này. Đi thôi. Đúng là thứ mình cần. Chúng ta cần một màu đẹp hơn màu này. Thêm chút xanh lá. Xuất sắc. Bạn nên biết tôi đã giành giải kỹ sư của năm đấy. Tuyệt vời, thích quá. Oh, wow, tuyệt quá. Ngủ được rồi. Đây là anh hả? Gì vậy? Mình cần ngủ một lát. Đừng lo, chú ở đây để cứu cháu. Mario. Chú ấy là bà mẫu tân nhất. Bữa sáng đã xong. Chuyển chứ. Chào buổi sáng. Mamma mia. Để chú lau cho. Cháu cần thay quần áo. Đây. Không, cháu thích bộ đồ ngủ nè. Mình đã xem cái này trên TikTok à. Gì vậy? Được rồi, xong rồi. Đồ mới của cháu. Wow. Cháu muốn mặc thử. Đương nhiên rồi. Đây này. Wow. Cháu không thích màu xanh lá. Còn màu hồng thì sao? Màu chú thích nhất. Wow, mình là công chúa. Cháu thích. Yay. Wow. Nó dài quá. Bộ này thì sao? Ah,
Cháu ốm rồi. Cháu ốm sao? Cháu cần chút gì rồi hả? Được rồi. Đây này. Phải làm gì nhỉ? Anh cần nâng chưa vậy sao? Trả ba đồng chưa đã. Mình còn đây này. Wow, của anh đây hả? Tuyệt vời. Ăn cái này đi Ginger. Nấm sao? Cháu thích nấm. Cháu khỏe hơn chưa? Cháu thấy rất là khỏe. Cảm ơn chú bảo mẫu. Bảo mẫu tốt nhất. Chú sao? Mẹ về rồi đây. Ôi. Ôi mẹ. Này, ba đây là bà mẫu tốt nhất. Tốt rồi con yêu. Ôi. Ánh sáng kỳ lạ này là gì vậy? Wow. Wow. Mình bị kẹt rồi. Giúp tôi với. Xin hãy cứu con bé. Đừng lo. Chuyện chờ chú sẽ cứu. Wow, tuyệt quá. Chúng tôi làm được rồi.